Rồi, ở lệnh 2% này win nè, nó trên 2 lần win ha. Đấy, theo yêu cầu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm 4 cuộn mỗi tháng với vốn từ 100 đô các bạn. Và mình tin chắc rằng con số 100 đô này các bạn hoàn toàn có thể có được ha. Và trước khi vào video này á, mình giới thiệu với các bạn một trang hướng dẫn ha. Đây là một trang hướng dẫn bạn đăng ký cũng như là một số cái mẹo kiếm tiền từ sàn Coinbit các bạn có thể tham khảo, cũng như là mình có link đăng ký đây ha. Đặc quyền về link đăng ký á, đăng ký xong các bạn sẽ nhận được hỗ trợ từ bên mình ha, và sau này có những cái chương trình event dành cho những người đăng ký qua link giới thiệu của mình thì mình sẽ thông báo các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trang chủ của Coinbit ha. Để nạp tiền thì đơn giản thôi các bạn, vào phần nạp nè. Ở đây sẽ có hai thức nạp, đó là nạp thông qua cryptocurrency cũng như là nạp ngân hàng hoặc là Momo ha. Thì hàng ngày sẽ có những cái phần thưởng dành cho các bạn nâng cấp VIP cũng như là phần thưởng dành cho các bạn trade trên đây ha. Các bạn xem đây, như là ưu đãi nạp 1% nè, rồi phần thưởng VIP nè, đó, rồi thêm cái phần hoa hồng thưởng nữa ha các bạn. Đó, rất là nhiều những chương trình nữa ha. Và bên mình cũng có những cái chương trình dành riêng cho user bên mình nữa. Thì sắp tới sẽ có những chương trình rất hay ha. Các bạn hãy đăng ký và chờ đợi ha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào một trò chơi này ha. Tại đây các bạn sẽ chọn cho mình cái trò chơi Limbo này ha. Đây là một trò chơi tên lửa. Đó. Rồi, thì với cái số vốn từ 100 á, các bạn đi giùm mình lại là 1% nha. 1% một ngày các bạn kiếm 6 lệnh thôi, nó tương ứng với khoảng 6% là mình tin chắc rằng các bạn hoàn toàn có thể đạt được ha. Nó rất là đơn giản thôi. Rồi, thì cách thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ đi theo những cái bước giùm mình ha. Ở bước 1 thì các bạn sẽ đi lệnh 0.1 và mình tìm hai lệnh lot. Lệnh lot như thế nào? Lệnh lot là những lệnh mà mình đặt ở cái mức là x2 nhưng mà nó gớt trước x2 thì mình sẽ tính là lệnh lot nha. Còn lệnh win là nó trên x2. Đó. Còn quy tắc cái trò chơi đơn giản thôi. Mỗi một lần các bạn khởi động như vậy á thì cái tên lửa này nó bay và nó sẽ gớt random nha. Đó, với kingdom có thể là 8, 10, 20 gì đó hoặc là 1 chấm mấy gì đó. Thì nếu như mà cái phần setup của bạn đúng, nó vượt qua cái phần setup của bạn thì bạn win. Và kèm với cái phần mục tiêu của bạn, nhân với phần mục tiêu của bạn ha. Còn nếu như mà nó gớt trước cái phần mục tiêu thì bạn sẽ lock cái lệnh đó, đơn giản ha. Ở đây thì nó sẽ quy định cái lệnh tối thiểu là 0.1, còn lệnh tối đa thì bạn đi bao nhiêu cũng được. Còn cái chỗ mục tiêu bội số á thì ở đây nó sẽ mặc định là 2, nhưng mà các bạn có thể setup bao nhiêu cũng được ha. Nhưng mà mình thấy là cái con số 2 này nó, cái cột mốc nó ok nhất mà mình để mặc định là con số 2 ha. Các bạn làm theo mình thôi. Rồi, thì ở bước 1 á, mình sẽ đi một lệnh là 0.1 ha, lệnh tối thiểu. Mục tiêu của mình á, là mình tìm hai cái lệnh lot. À, bởi vì nếu như các bạn để ý cái phần lịch sử trước đó ha, thông thường là từ hai cái lệnh lot thì lệnh thứ 3 cái tỷ lệ mà win rất là cao. Hoặc là nếu mà nó lot 3-4 lần gì đó thì mình vẫn còn 6 lần để mình chiến thắng ha. Cho nên là cái phương pháp này các bạn áp dụng và cái tỷ lệ thắng rất là cao. Rồi, phương pháp thì đơn giản thôi. Mình sẽ đi bước 1 là tìm hai lệnh lot, đúng không? Khi xuất hiện hai lệnh lot rồi thì các bạn sẽ chuyển bước 2 là mình đi lệnh 1%. Thì với cái vốn từ 100 thì bạn đi là lệnh 1 đô ha. Trường hợp ở bước 2 mà nó win á thì các bạn quay lại bước 1 đi tiếp ha. Mình dò hai lần lot rồi mình đi tiếp. Còn nếu mà bước 2 mà nó lot ở cái lệnh 1% á thì các bạn sẽ chuyển qua đi 2% ha. Nếu mà win thì quay lại bước 1, còn lot là đi thêm 4% ha. Cứ thế mình sẽ chấp nhận ở lần lot thứ 4 tương ứng với là 8% và tổng 4 lần lot nó khoảng là 15% thôi các bạn. Đó. Đó là trường hợp xấu nhất nha. Còn trường hợp mà win á thì mình cứ quay lại bước 1 mình đi để mình tìm kiếm cái bước 2 mình đi mình win ha. Và ở đây một khi như vậy, lời khuyên của mình ha, các bạn nên chốt win 2 lần thôi. Còn nếu các bạn muốn kiếm nhiều hơn á, thì các bạn có thể vào những phiên sau ha. Thì theo kinh nghiệm của mình á, là 2 lần chiến thắng nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ha. Các bạn hạn chế ngồi đục sàn nha. Đó. Rồi, thì một ngày các bạn có thể đi 3 phiên, nó kiếm khoảng 6% là easy nha. Cái mức 6% này á thì mình tin chắc rằng các bạn có thể dễ dàng đạt được ha. Một phiên nó cách nhau, các bạn sẽ cho cách nhau khoảng 1-2 tiếng gì đó ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thị phạm mình đi với các bạn ha. Rồi với cái số vốn từ 100 mình sẽ đi lệnh là 1 nha. Thì trước khi đi lệnh 1 á, mình sẽ đi cái bước 1 trước là đi lệnh 0.1 nha. 0.1 này thì các bạn sẽ để mặc định ha. Mà vốn bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà bước 1 mình vẫn đi là 0.1 ha các bạn. Rồi, ok. Lúc nãy mới có cúp điện á, rồi mình mới bật lại nè. À, thì nãy giờ mình đi vài lệnh mình win nè. Thì bây giờ mình sẽ đi lại các bạn. Nãy mình
quay nhưng mà mình quên ấn cái nút play, cho nên là bây giờ mình quay lại ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi nè, đi bước 1, đi 0.1 ha. Rồi lệnh này dưới 2 nè ha, một lệnh dưới 2 đó. Ok, mình đi thêm một lệnh nữa. Rồi hai lệnh dưới 2 nha các bạn, đây 1.08 và 1.47. khi nó xuất hiện hai lệnh dưới 2 rồi á, mình sẽ đi một lệnh là 1% nha. Rồi đi lệnh 1%. Ok, thì 1% nó lót rồi nè, thì mình sẽ đi lệnh là 2% nha. Rồi ở lệnh 2% này win nè, nó trên 2 là mình win ha. Đấy. Rồi, khi mà nó win rồi á thì mình sẽ quay lại bước 1 mình đi ha, quay lại bước 1 đi. Nè các bạn vào lịch sử bạn xem nè. Đây hai cái 0.1 nè, thì một lần 1 lúc nãy mình lót đúng không? Thì mình kéo lại là 1.9 nè. Trừ hai cái 0.1 thì mình muốn kiếm là 0.7 ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lệnh là 0.1 nha. Ở đây thì mình thị phạm vốn 100 nha các bạn. 100 thì mình đi 1 thôi. Rồi mình đi nè. Đó, với trò tên lửa nó đơn giản thôi, mình cứ setup mình như vậy mình đi thôi. Ok, thì lần đầu lót nè. Đó, mình đi thêm một lần nữa ha. Các bạn lưu ý ở cái số này nha, đôi khi nó quay về mặc định là 10 á. Rồi lần này nó trên 2 à, thì bây giờ mình sẽ hủy. À, mình đi lại từ đầu. Đó, coi như là đi lại. Ok, lệnh này win thì mình vẫn tính là đi lại luôn nha. Chủ yếu là mình tìm hai lệnh dưới 2 liên tục nha. Rồi lệnh này trên 2 á, thì mình cứ đi ha. Đó, mình chủ yếu là mình đi mình chờ hai lệnh dưới 2. Rồi một lệnh dưới 2 này nha. Ok, mình đi tiếp. Rồi lệnh này trên 2 nha, trên 2 không tính. Mình sẽ quay lại mình đi. À, vẫn trên 2 này ha. Ok, trên 2 không tính nha. Mà mình tìm hai lệnh dưới 2 mình đi. Đó thì nó xanh hoài kệ nó các bạn. Mình đi theo phương pháp của mình thôi. Bởi vì là mình thấy cái phương pháp này cái tỷ lệ nó win cao, cho nên là ai cũng có thể làm được ha. Cho nên là nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Rồi một lần dưới 2 nha. Đây hai lần dưới 2. Khi nó xuất hiện hai lần dưới 2 thì sau mình sẽ đi lệnh 1% nha. Đây 1%. Rồi ok mình đi nè. Ok lệnh này win nè, lụm lúa này ha. Đây mình vào lịch sử mình xem nè. Đó hai lần dưới 2 nè ha. Lần mà ăn trừ đi thì mình vẫn kiếm là 0.75 nha. Đây nãy giờ nó thắng liên tục mà, nói chung là 0.1 thắng thua nó không có bao nhiêu các bạn, 0.0 mấy vậy à. Rồi thì với hai lệnh này á mình cũng kiếm được là 2% hả các bạn. Đó các bạn cứ áp dụng theo như vậy thôi. Thì với 2% của 100 thì nó khoảng tầm 2 đô ha. Đó trừ đi chi phí thì cũng tầm đô mấy. Thì ở đây thì 1% thì đi 1 đô đúng rồi. Còn các bạn muốn đi nhiều thì các bạn sẽ nhân cái số đô lên ha. Ví dụ như là muốn đi 5 đi thì bạn sẽ nâng vốn lên là 500, đi 10 là nâng vốn lên 1k ha. Rồi thì phiên này mình chốt thôi. Mình muốn kiếm nữa thì tí mình vào ha. Nói chung là một phiên như vậy á, các bạn nên đặt một cái mục tiêu là win từ 1 cho tới 2 lệnh thôi. Thì như vậy thứ nhất là bạn dễ thở, thứ hai nữa là nó sẽ bảo toàn cái tỷ lệ thắng của bạn cao hơn. Đây là cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Và đó là cách giúp cho bạn kiếm 4 cụ mỗi tháng từ cái số 4 100 đô các bạn. Và mình tin chắc ngày con số 100 đô các bạn hoàn toàn có thể kiếm và đạt được ha. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền là coi biết nhé.